lấy sữa qua cô, sữa nha. Đủ rồi ha, rồi cô bảo đi theo quay vô. Ừ. Bỏ đây đâu? Rồi đem đây. Em thôi không không không, đợi quay luôn đi. Hả? Anh cái này nè. Cầm giùm anh ơi, biết xong cái vớ mà ăn vô nó ướt nhẹp à. Anh qua anh lấy cái dao dày. Anh được hòa nhập dùng nhóm các em nha, để phát quà cho các bé. Dạ. Mở thùng sữa ra đi. Rồi mở ra đi mình phát luôn tại chỗ. Đây để xuống đây. Sao? Rồi phát liền luôn sữa với lại bánh cùng lúc. Chị trả lời nha. Khó quá hả? Thôi khó quá. Ít thôi phải không? Một hộp thôi, còn lại mình đem lên chánh điện. Nè con, đang vẽ rồi hả? Uống sữa nha. Làm lồng đèn rồi, rồi quẻ lồng đèn nữa. Con chơi cái này con thích không? Thích hả? À, cái Migo đó, nói chuyện đi, chào cô chú đi. Kìa. Không hả, trả lời hả? Con vẽ cái gì vậy? Lá cờ là màu vàng. Vẽ cái gì? Có sao màu vàng, lá cờ màu đỏ. Mì bông hoa. Vẽ bông hoa. Quay mấy cô nè, bảo Út đòi không có được đâu. Đó, con học theo con quắn. Nè, kìa nó theo này, theo cô chỉ không đó. Ở đây đó quý vị, là sắp đến Trung Thu rồi cho nên là có một nhóm các bạn trẻ về đây để mà tổ chức cho các bé chương trình văn nghệ, cũng như là bên cạnh đó là giúp cho các bé là tự mình làm những cái chiếc lồng đèn thật là dễ thương để mà có Trung Thu này có đèn đốt đi chơi đó quý vị.
Lấy xanh lá đúng không? Vậy lấy cho. Ủa lấy xanh lá đúng không? Nói chung bỏ hết nguyên cọc nó xuống luôn. Điểm nè, lấy hết luôn. Lấy hết luôn đi đó. Ủa thì lên thì có mấy cốc chị đăng rồi. Ừ. Cốc đánh nữa luôn á. Đúng rồi, tóc dễ thương. Đã lâu rồi, Sala mới trở về Bình Chánh đi thiện nguyện và may mắn là gặp lại cô. Ngày hôm nay sau khi mình đi thị giải về, mình đến chùa Minh Đạo thì cảm xúc của cô lúc này thế nào? Cảm xúc rất là vui, rất là mừng. Là cầu xin là được như vậy hoài. Cầu chúc cho Sala là đi gặp nhiều thiện nguyện rất là tốt. Cảm ơn Sala. Cảm ơn cô. Con cũng mong là trên chuyến hành trình của mình vừa đi thâu các cảnh chùa, nhưng mà bên cạnh đó cũng được các cô chú ở trong nước và ngoài nước hỗ trợ trợ duyên cho Sala để có những cái chuyến thiện nguyện tương tự như thế này trong tương lai nữa, để có thể mang những phần quà ý nghĩa nhất đến những nơi cần nhất ở trên đất nước Việt Nam này. Và hơn hết là lúc nào con đi với lại nhóm thiện nguyện Từ Tâm Bình Chánh thì con cũng đều gặp lại cô, có sự đồng hành của cô nhé. Có duyên ạ, cái đó là có duyên với Sala nhiều. Cảm ơn cô nhiều. Rồi, cảm ơn Sala nhiều.